Con bị như ngày hôm nay là nhờ vào phước của mẹ hết đó. Con nói gì vậy? Nhờ vào cách giáo dục nuôi nấng của mẹ, kết quả dạy dỗ của mẹ hết đó. Mẹ nói con kiểu gì vậy? Con nói với mẹ như vậy đó hả? Mẹ lo cho con, mẹ thương con, rồi bây giờ con trách mẹ như vậy được đó hả? Mẹ không nhớ hả? Vậy thì để con nhắc lại cho mẹ nhớ. Cách dạy dỗ của mẹ từ nhỏ đã khiến con phải đoạt được tất cả quyền lợi riêng của mình bằng mọi giá. Còn có ngày hôm nay là do mẹ hết đó. Con, mình cho bạn cái kẹo nè. Ai cho mày mày xin? Hả? Mày con cái nhà ai? Sao mày không lỗi vậy hả? Dạ. Đi về cho tôi. Từ giờ không có qua đây nữa nghe chưa? Đi về đi. Còn con nữa, là con trai mà sao mềm yếu vậy? Cái gì cũng chia cho bạn hết á, chỉ có thiệt cho mình thôi. Ông ơi, con cho ông nè. Con làm cái gì vậy hả? Đi qua đây cho mẹ. Cái thằng này, đứng qua đây coi. Tại sao vậy hả? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe hả? Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, tại sao lại tiếp xúc với mấy người này? Không được lại gần người ta, không có cho gì hết á. Lo cho thân mình trước đi, hiểu chưa? Dạ con hiểu. Trời đất ơi, học cái kiểu gì mà ngủ hoài, làm sao thành tài đây không biết nữa. Đang học mà ngủ cái gì con? Dạ mẹ. Nè, uống miếng nước trà cho tỉnh đi. Dạ. Dạ cảm ơn mẹ. Chỉ có học, dạ, mới thay đổi được cái vị thế của mẹ con mình trong xã hội. Mẹ nói như vậy mà con có hiểu không? Con hiểu. Mẹ, mẹ nuôi dạy một đứa trẻ xa như thế nào mẹ biết không? Bây giờ con sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi, chỉ biết tới địa vị, tiền bạc. Để bây giờ con mất hết tất cả nhân phẩm, mất cả cuộc đời là do mẹ đó. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng soi che khuất bóng đêm dài, một nụ hồng rực lên sắc hương.